tôi nghe cắt à. Tô màu xong rồi cắt ra cái em dán ra cái bao lì xì giấy cho mấy bạn. Cái gì con? Dĩa xong này cái cắt ra cái em dán cái bao lì xì giấy cho mấy bạn dán. Khẩu này là uống nhiều sữa nè. Chồng quay luôn nè. Chồng kêu vô ai kêu luôn nè. Rồi con vẽ mấy cái móng chân cho cô. Ở này ở Đài Loan không có một đèn đầu. Đồ, cái này là cái móng đưa ra, còn cái này cái ngón chân. Nha, cái này ngón chân. Một. Nhưng mà con hết vẽ mấy cái ngón. Giờ con vẽ cái này xong mà con phải vẽ cái này, nó hợp lý không? Cái gì con? Vẽ. Con không biết con vẽ cái gì nhân gì không? Chụp mắt rồi. Nhìn như cái bánh luôn hết á. Rồi cái chân bên đây cho cô luôn. Bỏ chân xuống chiếc. Con. Đây. Nhớ có muốn mặt nạ. Có mặt nạ để cô gắng nhớ như cô không biết. Nhớ nhưng nhớ không tròn. Tròn phải không rồi. Trời, cái đó là đắp mặt nạ đúng không? Để đem mặt nạ vô á. Gì mới được chứ. Sinh nhân Mỹ Lâm á. Sinh nhân gì chứ? Chuyện Lâm. Là sinh nhân mà cầm một cái súng ở bên vô rồi bắn rồi biết là sinh nhân á. Cái này là trong phim 5 anh em.